Hi, xin chào mọi người nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha. Theo như tất cả mọi người yêu cầu rất là nhiều thì hôm nay tôi với lại bé Sưng với lại bé Ly, con của ông Bảy, mọi người tụ họp đây đủ bốn đứa. Thích thì tôi chiều các bạn, thì không để các bạn chờ lâu, nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi bé đẹp nhất trừ của Nguyễn Hải. Ok các bạn, thì hôm nay tôi sẽ cho team của tôi ăn cơm, nhưng mà cơm gì mùi vị ra sao thì các bạn không biết, thì các bạn xem video này, xem cái tựa đề các bạn biết mình sẽ cho nó gì. Mọi người ơi, điện team ra. Bây giờ mình có mua được một lỗ trái cây nè, rất là ngon luôn, mới tinh luôn, mới hái từ trên cây xuống rửa cái đợp luôn nè mọi người, mà cây nào tôi không biết. Anh muốn điện ngay điện cho ông lớn đi, các bạn biết sao mà lần cảnh chịu chặn chứ không, tại vì ông lớn lớn thì ưu tiên mọi người. Giờ ông chạy nha, giờ ông có chạy ai đâu chạy uống. Alo, anh đang đâu anh Cảnh? Ai số điện thoại của con Ní này. Con Ní này nè. Gan trái cây này. Con bầu cũ anh á. Gan trái cây nè, gan trái cây. Nhà Út. Nhà Út. Nhà Út. Trái cây. Út. Trái cây. Câu đó mốt đừng có nói nữa, khùng điên nó hoài. Nghe ăn cái con mặt cơm tóp đi giấu cam mọi người. Đi. Thôi đi qua chơi lâu nha, đi thôi. Alo, đang đâu vậy cậu hai? Ai vậy? Tao nè. Tao nè, mày nè. Mày làm nào? Quỷ nào nổi? Si. Đáng đồng ý đi ra nhà Út nè, ăn trái cây. Út trái cây. Đủ nó lên. Kêu Nghĩa với ý lộn, kêu Béo Diền Lực nghe, Điện Minh giùm luôn nghe. Mấy? Kiếm bà nội mày gì 20 phút lại đi ông nội. Later. Coi mẹ ăn chạy đâm tiêu à. Sao vậy? Ai thả cho người khác lựa. Thấy chưa nè. Cái này ngon nhất nè. Ơi cái này có giòi luôn nè, ăn béo. Cái ghế coi. Béo không? Béo. Thơm thơm. Béo ơi. Béo. Béo ơi, béo ơi. Béo béo. Đi ra. Đó mấy anh muốn ăn cái gì ăn nha. Ủa giống như tao bố thí gì muốn ăn gì à? Gian hàng của mấy chị. Ở đây là mấy anh ơi, anh có nhân bà anh lấy anh ăn đi. Ừ, khác vậy. Khác chỗ nào cũng không biết luôn. Quà nội bất lỗi chúng tôi không dám nghe luôn. Nó chữ lại rồi đổi quần. Dạ, ơi. Gì? Dạ. Kiếm. Thì con bấm vàng. Có gì không kiếm? Ủa không phải đâu. Có bà đó không? Rồi rồi, cái anh qua liền á. Sao kêu qua ra quán khác ăn nên đi qua, đi ra quán này hoài. Ừ. Rồi. Quán này cũ xì. Quán cũ thì bán nước dở mà bán mắt nữa chứ. Rồi nói ở ngoài này nói chổng nghiến răng à. Chổng nghiến lại, mình nói mà mình đâu nói tên đâu mà mình sợ. Ăn hộp gà không? Không phải. Mày ăn bằng trước cho ta. Đá cổ luôn. Hỏi anh á. Rồi mà. Trời ơi. Đợt này nãy nó nghe là hai cái nó em cua à. Chứ à, già nè, lọc cho ăn. Cảm ơn. Đây à. Cảm ơn nhiều. Thôi qua đây ăn á. Ai nó lọc cho mấy mình ăn. Cảm ơn. Thôi ta tự lọc được. Mấy mày gán cho mấy mày ăn hột gà. Thôi hả? Gà. Gà tiêm bát luôn lên. Đồ câu. Đồ câu à. Không có. Em thấy anh ăn mấy chứ. Thêm thịt dừa. Thì là câu câu đó. Câu câu gì đâu. Lấy cho tao thầy. Cái thằng khó. Lấy con ta trời, chưa con ta mua mà. Rồi cho ba con chút ta. Đây, cảm ơn nha. Làm có tiếng muối luôn nè. Cảm ơn Quy. Đi chào em. Rồi có ba chợ đường không? Ba lột thôi chứ còn chả. Ôi, được ba lột lỗi lời không mày? Ủa rồi nãy nè. Anh Hải qua liền. 3 weeks later. Thôi giờ thôi nha. Uống gì kêu vậy? Đào tháo ăn su hào à. Vào lắm. Dạ. Anh ơi đồ ăn một tay chứ. Mới chưa từng thấy. Anh bức cuốn rồi nè, ăn đây. Bức cuốn gì? Cuốn là lão mẹ. Bức cuốn này là bức cóc. Bức cuốn là bốn gì? Giật sự như vậy. Càng ăn mà đúc nhau. Kêu ra. Cái ăn lên ăn không được. Hình như thơm lắm. Kêu ra cho ăn không có uống.
ăn uống ớ. Nói bay nói bay dậy gặp á. Tại vậy không nghe. Tại vậy. Ừ. Bình thường mà. Nhớ đây nè. Bữa nay bình thường luôn kìa. Được kìa. Dậy gặp chỗ nào? Tao thấy cũng bình thường chứ có gì đâu. Thì đó. Bộ bỏ tao biết cái gì. Thì người ta thương nhau thì người ta đút cho nhau. Thì đó. Thương nhau không có không. Không có à. Rồi đút cho nhau chỗ nào không được rồi đút tức là ông đó không được. Sao vậy? Đi. Để lại coi. Hay nhà mà. Bình hả? Ông nắp đi. Mà tới tháng nha cho nó. Chưa có con báo nữa rồi đó. Thôi mà bớt giận đi, cô giao thấy bình thường mà. Nè. Ai báo. Ôi cảm ơn anh nghe. Rồi. Ôm. Nào uống nước đi anh em ơi. Uống nước đi. Ồ phá bầy tà quên. Quên. Đây nè. Giờ mày hiểu mày. Uống nước đi. Uống nước đi. Mày à. Mày nữa mày chết. Mày chết chung nha. Mày đừng chết một mình. Đây em chấm nha nè. Mày đừng chết một mình. Bay 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 nắm tay nhau. Mày chết chung. Chung đi. Nè. Thôi. Nè. Thôi. Cài hiểu. Đó chuyện giọng nó ghét. Kìa mấy anh ăn đi. Thấy mày tao tức á. Chưa bao giờ mà nó tức vậy á. Uống bay tục của hậu mày á. Uống rồi. Nó bay nè, bay uống vô bay bị lát của hậu mày á. Có ai nói vậy? Bình thường đó. Thì đó, dục nó trước mặt nó ai nói vậy? Nè, uống đi. Thật ra, bay đút đi nào. Bay như bay như uống nước đường vậy. Đẹp đẹp, uống đi. Uống chưa đút nào. Trong bay hồi nào cũng có lỗi chứ. Chuyện có xíu cũng làm cho lớn chuyện. Đúng rồi. Nè. Chuyện có xíu làm thùm thì đắt. Đút rồi rớt rồi rớt. To tát chỗ nào đâu. Trời ơi là trời cũng có nổi. Tôi tưởng nó tốt lành lắm. Tôi tưởng nó tốt lành lắm. Bài bút ra không làm gì khủng như vậy. Nè băng đi chấm rồi đó. Cảm ơn anh nghe anh Quý. Mở chữ cái đợt cái ba qua ba gốc liền. Em múc không. Mở chữ cha không bây giờ kia. Nè băng đi ăn cho nó mát. Thấy chưa. Ôi trời. Rồi hả? Rồi cái ông luôn hả hả? Ê, đúng rồi. Ngon quá. Người ta bổ sung vitamin. Ê, mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Thôi, uống đi. Em múc nha. Nhất giò. Trời ơi, nhất giò. Ủa là trời, ủa nó nhỏ trời. Ủa, cái giò ghẻ không phải không? Đâu có đâu. Hồi nãy giờ anh Cảnh. Mặt nó già hơn trái cà nữa trời ơi. Như vậy. Ôi sao anh Cảnh không nói gì hết trơn, còn mấy ông này phái đoàn. Anh đi gì mà tìm vậy? Ồ. Ừ, mới rồi. Trời ơi. Tao mày về nhà mẹ đi nghĩa ơi, trời muốn sẹt. Ủa, đẹp mà, đẹp mà. Đẹp mà. Ờ. Con đẹp cô. Em mà lo lắng làm vậy cái miệng mớm. Trời mất bạn. Nó được đúc nè, anh được đúc không? Trời được lắm được. Con bị tao biến. Nè, đúc nè. Con bị tao biến. Con bị tao biến vậy mày. Anh mà nói anh mặc mặc bành đây nữa, anh mà có gửi ha, gửi anh bành. Cha mày, cha mày. Bỏ tư mày. Gửi lại. Nè, gửi đi lực nè. Tao la không? Ba này, ba nó xa này chắc buồn đâu. Ba này chắc mày bay đầu. Rồi kêu hai ba qua đây, hai ba đút với nhau vậy đó hả? Kêu hai ba nè. Đó, đút nè. Trời ơi, trời ơi. Con nội nè, chơi nắng bị khùng. Ờ. Cảm ơn, mất sao ấy. Trời ơi, là trời mất sao. Ôi, đảo quá à. Ờ, quá đáng lòng khỏi đi con. Có nào. Vậy quả cho, nhận cũng đang quả cho Cương Hoàng nha. Dạ. Quạt ba thúi đi. Ba thúi xình đi. Quạt cả đời. Ai bay đồ ăn vừa vừa quay dục vừa thôi. Rồi ăn dính mệt cái miệng đúng chân em ơi. Trời ơi. Cái lòng hộp gà cho mang nha. Ai kêu em ơi kêu dễ thương với ta. Trời ơi. Em út nhau không mà chắc. Em dột. Chắc gì đó rồi. Đấy anh lòng hộp gà cho bé ăn nha. Em dễ. Nè chắc là ruột bé. Còn cái này là em giúp. Càng lực nói lòi ruột mày gì kìa. Đấy đấy lòng hộp gà cho bé ăn nha. Vậy trời sao không có chuyện với ta mà. Tại hai này đụng với hai nhỏ nãy á mà. Hai này mà đụng tư béo rồi lòi sao nãy á. Hai bay á không gọi là ai bay điện ra đây chi. Khoan. Cảm ơn bay. Khoan xin tiền bây giờ mình phải loại cái ông này ra mới được. Đổi ông này đi. Trời ơi thấy gớm quạt hoài. Trời nói gì cái quạt hoài. Anh béo. Trời ơi. Dám mà. Đừng lên. Em không phải con cháu như bảo ta. Kìa bé không thích ăn kim gì kìa. Ui. Bé không thích ăn kim.
chứ cái quần khó teo ơi. Sao hai cặp bay á, hai cặp bay ngồi ăn đi điện để mấy bay chi bay đi ra sau nhà đó bay đúc nha ba. Tao được rồi nha. Đừng mà qua làm lố vậy. Ủa mấy chỗ mấy này hả? Không 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 hả? Cái này cháu chật hả? Hả? Người ta mờ, người ta kêu. Người ta mờ nhưng mà. Mày lỡ kêu không? Mày lỡ kêu không? Dặn mờ đi. Tại vì tao nói mày mốt mà mờ tao không ăn cái trang chủ này ha. Ôi trời đất ơi là trời. Ủa cái tay đi coi trời. Mày lỡ kêu không? Mày lỡ kêu không? Giả bộ mày ngâm tắn nước cay hả? Ngâm tắn nước cay hả? Mờ đây ta chờ cái gió nó thơm dữ dằn cái gió. Trời ơi. Tháng mới giặt chưa nữa. Con con. Mới làm cái gì á? Ông giỏi phải ơi. Tình yêu mà quá cố. Ông phải dám cầu tôi nói là đừng chứ đừng. Thương anh thì lên đầu lên đá anh đi, đá đầu anh đi. Trời ơi. Giờ nhắc lại chị nhớ. Thôi ăn táo nè. Nước miếng dẻo luôn. Nước miếng gì dẻo vậy? Nước miếng dẻo kìa. Ăn miếng trứng gà đó. Ơi. Ăn táo nè. Ai đứng cái câu. Bà không có, bà cứ ôm tôi hoài luôn. Ba này hả? Ba mới đi. Ba này ôm với ba này là vừa rồi. Ừ, hai ba vừa đó. Hai ba chín nút. Ba này có ai không? Vậy. Ba này hả? Ba này có thí với. Ở nhà. Ba này năm tuần con trai. Ba này ba đừng có yêu thí đại như bên kia nha. Thôi đại. Thí đó, yêu thí đó. Là mà năm mình đi ăn thì trai cũng không bán. Ba nội nó bấm 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 cười hoài, bấm văng ra cái cục này. Ba nội bấm cười. Trước, bả ngồi dưới nè ngóng kìa. Ê, giỏi yêu nhau gì nè, kêu mày ra có khẽ ăn mới hay á. Cảm ơn. Bán đi lận. Thôi cảm ơn. Ai này đúng câu mà. Em leo lên đầu anh đi đá cho tình yêu mình sôi bọt. Tao biến hay tao ba con chó này. Chiều nay bỏ anh. Nhìn thằng chó này nó có gậy mà. Có gậy đâu vậy? Nói tới nó. Gậy rồi nào. Mày đó. Hồi nào? Sớm giờ bay 21 hả? 21 hả? Thôi nè. Anh em làm gì đó hả? Anh em đi quần què đó. Để coi. Lấy nguyên một tấm xe đó. Nướng luôn nè. Ai ăn mà chơi chăn. Có vụ gì đúng không? Vậy kìa, ăn xong nhả đây chơi chăn luôn kìa. Ây ghê quá mày ơi. Mày nói gì là mày hạnh phúc. Nhưng mà có yêu đương gì đâu em Út không? Bình thường mà. Mày ăn táo nè. Yêu đương đâu. Bay tỉnh thôi á. Không mà anh nói gợi gì cả. Nè anh nói đó. Anh nói gợi á. Út không có nhà mà táo nè. Đậu liễu gì vậy? Anh đúc ra. Không yêu đâu. Đúc ra. Nè. Mà đêm nào cũng lên trên. Táo nè. Đi hết trơn. Ê, mấy mày đâu rồi? Đi đâu đi? Đi uống nước. Nước hả? Anh đi chai. Em biết rồi hả? Chai hoài luôn. Đi ngay nhà tao gặp. Trời ơi. Ủa nhà mày sao hè mà. Dốc đi dốc đúng rồi. Cái nóng đi bà. Ba này sao ba nói dốc mà ba không có chứng cứ. Ăn đi đừng nói thí. Tao nói ăn mày cay cho nghe. Mày nói vợ mày nữa, mày đừng nói vợ. Chắc rồi tao quánh bả như quánh ổng như con ổng bây giờ gạo tới. Thôi ngại mày cay hoài, mày cay nóng chứ bà luôn ăn hoài. Nè đốt cho. Cái này nè. À hai đó rồi hả? Có. Lên xe chạy nè. Đi uống cái bát nè. Đó. Mặt sao chạy? Tới mày đạp bóng nè, cái mặt ra khó ngụm chân. Trời ơi, bóng tay trước không? Trời ơi. Bóng tay không? Cũng mỗi luôn đó. Ăn luôn, ăn cũng mỗi luôn. Anh em nhà đó. Quá. Em nói cái câu đúng không? Lên đầu anh đi đá cho tình yêu mình sôi bọt. Không, cái đường đó, cái mỗi dễ hơn quá à. Đúng không? Đúng không? Sao quá? Chứ thương vậy ai vậy thương? Nè, để em chấm. Vậy thôi, sao bằng năm anh em tao ở đây? Ai đẳng tao thương bay. Ô, trời. Mày hở mà bốn mà đàn gái. Ừ bốn. Con chó đi trả đi vui sao. Ai nhỏ gái đi kỳ con. Lòng với gâu nhau thấy nhỏ gái còn đẹp hơn hai bay. Nhiều lắm. Ai. Ai nhiều lúc mặc đồ tưởng nông tinh tinh. Tinh giống mày á. Mày hốt tao đi về nhà đi. Mày nói thiệt luôn á. Tao nói thiệt luôn á. Tao nói thiệt luôn á. Nói đi. Hai nhỏ này đừng nào bằng nhỏ này. Đúng rồi.
Hai mày có lông không? Có lông. Mà hai mày có lông không? Có, ý có quên nó có. Có. Tay lông chân nó có chân không nổi. Không có lông thì chết. Lông mi đó. Không mà tao không có, tao không biết. Mà không có lông thì chết đó nha. Bỏ giờ lắm gì bắt chi bắt giờ. Anh ăn gì đó, anh ăn táo bây giờ. Rồi đó bắt đầu mỗi người ta kêu chờ. Bà cố nãy nghe. Trời ơi. Anh em bay đó. Rồi kìa bay ơi, coi anh em mà vậy đó. Ừ. Ừ, trời gặp tao bây giờ tao còn có đi tao lấy kéo đi ngủ từ sớm giờ có rửa mặt chưa kêu anh cảnh kêu anh nãy ẩm ra ngoài rửa mặt đi rửa mặt đi rửa mặt đi mất ngàn thôi tao lấy cái này phải ngốc anh chứ đi đưa vỏ ra ăn kìa mày hồi mày chết bây giờ tao giỡn tao đưa vậy thôi tao như anh dùng mày đừng có gậy mày không muốn chơi ai chơi nha quậy chạy tao sợ lửa mũi không còn cái đầu như gà nào mày ê chim chưng nè ba tình yêu gì nữa không biết ba tình yêu gì nữa tình yêu lập hùng lập viên mình bán cái tình yêu gì không tình yêu chắc đánh còn tình yêu bên đây trời đánh trời đánh vậy tình yêu nó chắc đánh nè trời 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 đánh cũng ai muốn nhau không ta thấy tụi mình tình yêu bên kia khùng hơn đây thấy tỉnh không đòi không anh em bản bản này hai mặt dễ thương nhau kìa mấy em nào dễ thương mấy em dễ thương bằng lực lá hồng ôi cảm ơn nha bây giờ làm chén chén sang làm đúng rồi ông nội đi ông nội lực ấy dư chân nói nè trời ơi má hồng má anh quạt nữa nghe bay làm tao thấy ngại đúng rồi với ba bay làm hàng đảo nào vô cái này kiểu mà đông cái kiểu mà đông đảo đoạn quẹ ta ai làm gì đâu đoạn quẹ anh em thôi anh em mày ngủ quá muốn làm gì nhà làm ngoài đường ngoài đường anh em ngồi bình thường ăn được cái gì ừ. Cha mày tròn mày ăn rồi mày chửi tao hả anh chửi ai không dọn chú hồng nữa đó ai biết gì đâu cha mày ai biết gì đâu ai ngủ mày rung bây giờ biết gì đâu ai út mà ai đó tối ngày qua địch quá mà má ở giờ sợ má nãy giờ mày mày mờ qua đây ai kêu qua đây ăn hay là hưởng thịt chứ chân bừng bà tao không phái cái mùi đó mà cười hoài không phái đã tao thích nhau cái gì mà tao không phái trời bỏ ngủi rồi tao yêu đương tao phái cái mùi hưởng thịt hưởng chung với nhau có không mày có không mà tao yêu đương còn mấy em có yêu đâu mấy anh em đúng rồi một cái đúng rồi bây giờ hòa ban chép bây giờ mình đâu mới học trên mạng á nghe nói mà tình em vậy là kêu bằng tình yêu chó đại thì bởi vậy mang cơm chó nè bây giờ đó bỏ mũi sớm giờ ăn hoài sớm giờ thì cũng ngồi luôn kìa tại cái kìa ừ cháu ăn nữa không ăn dặn luôn á tự là chào bữa nay nhìn thấy mặt nó gặm đó rồi chỉ ăn hai cục kịch thẹn trời ơi là chào bây giờ mới đây này đánh ống mà ống nè mấy ông 90 á nè đó là chào quên nữa nhìn mặt kìa thấy nhau đấy nè mày thấy gì khác không nè im chỉ cho nè mới đeo cộng với còng vô kìa cái công gì bà nội à mới tặng cái công lắc cái công á trời ơi mày bốc anh thiếu thốn mày mua chứ trời ơi đâu mấy nè mày thiếu thốn không mình thiếu chịu đây nè đây thiếu thốn nhưng mà không có cục bạch dư rồi không khỏi mua cắt rồi mày là cắt bên đây rồi ba ơi bên đây mới cắt rồi ba bự mày á cắt trời ơi nhau nhìn nha thấy rồi em mệt đâu ai út mà mày nó chịu đó mấy bự vô rồi tao chịu đã yêu nhau cái gì cũng chịu cái gì nó quá nạn nước rồi yêu nhau cái gì cũng chịu trời ồ thiên hướng mày lấy cái điện thoại chụp hình là cái tụi bạn có nói chụp hình là quay lên clip luôn rồi quay ảnh động được rồi quay lên đăng kênh Nguyễn Hải luôn đăng kênh luôn mẹ ở nhà lực chích mẹ không chịu quạt đó hello các bạn ơi nè cái đời nè nè bốn nè hai cặp đời giang khung dâm phụ nè hai cặp nào cái cặp bắt vợ nè từ từ bốn cặp thì khốn nè cặp là chúa lẹ sao bay ăn cái kỳ hả mày kêu qua năm thằng tao ở đây nè năm ký gạo ở đây nè đó chứ bộ nhà chơi kêu mày cái đời ơi Anh em đi ra chợ. Lật lá phong nè. Lá phong
giờ lại làm gì nữa bà ơi bà. Hồ bây giờ mắc nổi à. Dạ, đi. Hồ bây giờ đi. Qua đây nè. Đưa nhà tao này vô rồi. Ờ. Ê dễ chân rồi. Cái giới má này thúi chết giới má. Vậy mà anh còn dừng lọt cái thử nữa. Thử bà nội mày chứ thử. Nó không nóng gần nữa. Ủa bà nói chuyện chảy miếng luôn kìa. Gì hả? Trời ơi má mày ở giờ má đẹp mà má sùng quá má ư. Tại anh kìa. Xong ai nấy cũng bực bội vậy. Bà ngoại ơi. Điên cục. Thôi mà đừng đánh nhau mà. Ủa cái nào vậy anh? Ờ đúng rồi, bây giờ đi về đi. Thôi, muốn đi về đi. Muốn đi. Bây giờ anh sẽ kết thúc video cho mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn các người đã quan tâm dõi video này. Chúc các bạn ngủ tối thật. Bây giờ mọi người biết là những cái kênh của các bạn nha.